ta nên biết cầu nguyện là quan trọng dường nào. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói rõ điều này: ví như xác không có hồn là xác chết, cũng vậy linh hồn chẳng siêng năng cầu nguyện thì linh hồn cũng chẳng sống được. Thánh nhân lại nói rằng: như nước cần kiếp cho cây khỏi chết khô, như thế nào thì sự cầu nguyện cũng cần kiếp cho ta khỏi hư mất như vậy. Người muốn cho mọi người được cứu thoát và được nhìn biết sự thật. Cũng không muốn phải hư đi, nhưng là hết thảy có phương hối cải. Nhưng người buộc ta phải xin ơn được rỗi linh hồn vì nơi ta yếu hèn và bất lực. Nếu không có ơn Chúa thì chắc chắn ta không thể rỗi linh hồn được. Và hơn nữa, nếu ta không xin thì Chúa cũng chẳng ban cho ta. Như công đồng Tridentino dạy: Thiên Chúa chẳng truyền những điều quá sức ta, Ngài chỉ dạy những điều vừa khả năng cả ta. Còn những điều gì ta không làm nổi, ta hãy xin ơn thì Người sẽ giúp cho. Thánh Augustino cũng nói: trừ một số những ơn đầu tiên ta không xin, Chúa cũng giúp. Như ơn gọi Kitô hữu, ơn sám hối. Còn các ơn khác, nhất là ơn bền đổ, Người chỉ ban cho những kẻ xin Người. Bởi thế các nhà tu đức đều hợp một ý với Thánh Basilio và nhiều đấng khác mà dạy rằng: những người đã đến tuổi khôn buộc phải cầu nguyện, vì đây là một phương thế rất cần cho phần rỗi, đến nỗi nếu không cầu nguyện thì không thể rỗi linh hồn được. Đấng Thông Thái Lesio cũng nói: lời dạy này buộc chúng ta phải làm. Nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói rõ điều này. Phải cầu nguyện luôn. Bạn hãy tỉnh thức mà cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Hãy xin thì sẽ được. Hãy tìm thì sẽ gặp. Hãy gõ thì sẽ mở cho. Anh em hãy cầu nguyện luôn, chẳng khi ngừng. Thánh Thomas cùng nhiều đấng khác cho rằng các lời kinh thánh trên như luật phải giữ, không giữ thì mắc tội trọng, nhất là trong ba trường hợp này. Thứ nhất, khi đang trong vòng tội lỗi. Thứ hai, khi gặp cơn nguy tử. Thứ ba, khi đứng trước cám dỗ. Còn lúc bình thường, nếu ai bỏ một hoặc hai tháng mà không cầu nguyện thì không thể mắc tội trọng. Vì vậy, cầu nguyện là phương thế giúp ta được những ơn cần kiếp cho phần rỗi linh hồn. Thánh Teresa nói theo lời Chúa phán: ai xin sẽ được. Như vậy, ai không xin thì chắc chắn Ngài cũng chẳng ban cho. Thánh Giacobbe cũng nói: anh em ao ước mà không được là bởi vì anh em không cầu xin. Sự cầu nguyện còn đặc biệt cần thiết cho việc giữ đức khiết tịnh nữa. Vua Salomon nói: bởi biết rằng nếu Thiên Chúa không ban, tôi không thể có được khôn ngoan. Biết được ơn ấy là của ai, đã là phần của thông minh,
nên tôi đã thưa với Chúa và cầu xin Người hết lòng tôi. Từ những điều suy trên, ta tin thật rằng ai yêu thích cầu nguyện thì được rỗi, còn ai lười biếng cầu nguyện thì phải hư mất đời đời. Những người ngày nay đang hưởng hạnh phúc nước trời là nhờ khi xưa họ siêng năng cầu nguyện, còn những kẻ lười cầu nguyện thì nay đang bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Ở nơi đó họ rất hối hận, nhưng đã muộn màng. Cách thức cầu nguyện. Để sự cầu nguyện của ta được Thiên Chúa nhậm lời, ta phải biết cách cầu nguyện. Có nhiều người cầu nguyện mà chẳng được nhận lời là vì họ cầu nguyện không đúng. Như lời Thánh Gia-cô-bê nói: anh em cầu xin mà không lãnh, vì anh em cầu xin bởi lòng xấu, để tiêu xài cho thỏa dục tình của anh em. Vậy muốn cầu nguyện có hiệu nghiệm, ta phải có những điều này. Thứ nhất, ta phải có lòng khiêm nhường. Thiên Chúa chống lại phường kiêu ngạo mà ban ơn cho những kẻ khiêm nhường. Vậy lời kẻ kiêu ngạo kêu xin thì Chúa không nghe, còn tiếng người khiêm nhường kêu cầu, dầu là kẻ tội lỗi, Chúa vẫn nhậm lời. Như lời vua David nói rằng: lễ tế cho Thiên Chúa là tâm thần bầm tím, tấm lòng bầm tím và nghiền tán. Lạy Thiên Chúa, Ngài sẽ chẳng khinh. Thứ hai, ta phải có lòng trông cậy. Chúa Giê-xu dạy cho ta biết, khi cầu xin gì cùng Thiên Chúa, ta phải kêu lên: lạy Cha chúng con. Điều này muốn nói đến việc ta phải hết lòng trông cậy vào Cha như con thảo mà kêu xin. Vậy ai cầu nguyện mà hết lòng trông cậy vào Chúa thì chắc chắn sẽ được mọi sự kêu xin. Chúa nói: ta bảo các ngươi, mọi điều các ngươi cầu xin, các ngươi hãy tin là sẽ được, và các ngươi sẽ thấy thành sự. Thánh Augustino có nói: Chúa là đấng chân thật vô cùng, Ngài đã hứa cho ta điều gì thì ta còn sợ Ngài lừa dối sao? Kinh Thánh quả quyết: Thiên Chúa chẳng phải như người trần gian, họ hứa mà không giữ lời, hoặc có khi hứa láo mà phỉnh gạt nhau, hoặc có khi hứa thật mà lại đổi lòng. Thánh Augustino còn nói: nếu Chúa không muốn ban ơn cho ta thì tại sao người còn khuyên ta kêu xin làm gì? Vậy người đã hứa với ta thì chắc chắn người sẽ ban ơn cho ta khi ta kêu cầu. Nếu có ai nghĩ rằng tôi là kẻ tội lỗi, lẽ nào Chúa lại nhậm lời tôi? Thánh Tô-ma trả lời: khi ta cầu nguyện mà được Chúa nhậm lời thì không phải ta có công trạng gì, nhưng hoàn toàn là nhờ vào lòng thương xót của Chúa.
Chính Chúa Giêsu nói: ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì sẽ mở cho. Vậy dẫu là người đạo đức, kẻ tội lỗi hay bất kỳ ai, nếu họ xin thì đều được Chúa nhậm lời. Hơn nữa, để chúng ta khỏi sợ Chúa không nhận lời chúng ta, Chúa Giêsu đã thêm lời này: điều gì các ngươi xin cùng Cha nhân danh ta thì Người sẽ ban cho. Vậy Người muốn nói với chúng ta rằng, nếu các con sợ Thiên Chúa không nhận lời, thì các con hãy lấy danh Thầy mà xin, vì Thầy luôn đẹp lòng Người. Ta phải biết rằng Chúa hứa ban mọi ân lành cho những ai kêu xin Người. Thì không để chỉ về ơn phần xác như sức khỏe, của cải, cùng các ơn khác như vậy, vì những ân này nhiều khi hại đến phần hồn của ta. Thánh Augustino nói: như thầy thuốc biết bệnh nhân thế nào thì Chúa biết ta cũng như vậy. Nên có khi Chúa không ban cho người này vì lòng thương, mà lại cho kẻ khác vì lòng giận. Vậy với những ơn lo cho phần xác, ta không nên xin bao giờ, trừ khi nó có ích cho phần hồn của ta. Còn những ơn thiêng liêng như ơn tha thứ, ơn bền độ, ơn kính mến Chúa, cùng nhiều ơn khác tương tự như vậy, thì ta phải quyết xin, và chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời. Chính Chúa Giêsu đã nói: vậy các ngươi là người ác, còn biết lấy của lành làm quà cho con, thì huống hồ là Cha các ngươi tự trời Người sẽ ban Thánh Thần cho những ai xin Người. Thứ ba, ta phải có lòng kiên nhẫn. Đây là một điều quan trọng cho sự cầu nguyện. Thầy Cornelio nói: Chúa muốn cho ta quấy người mãi. Kinh Thánh cũng làm chứng. Phải cầu nguyện luôn, đừng nhàm chán. Hãy tỉnh thức mà cầu nguyện luôn. Anh em hãy cầu xin chẳng khi dừng. Chính Chúa Giêsu cũng nhắc đi nhắc lại điều này. Ngài nói: và ta bảo thật các ngươi, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Tại sao Chúa không bảo ta dùng một tiếng hãy xin cũng đủ, mà Ngài còn dạy ta nhiều lời làm gì? Ở đây Chúa có ý bảo ta hãy ăn ở như kẻ ăn mày, cứ xin hoài kêu mãi. Nếu chưa ai cho thì cứ gõ cho đến khi được của bố thí mới thôi. Ơn bền đổ đến cùng là một ơn phi thường, nên ta phải kêu xin mãi. Thánh Augustino nói: ta chẳng có công gì đáng ơn ấy đâu, một chỉ nhờ sự cầu nguyện mới đáng được. Vậy ta hãy không ngừng cầu xin luôn thì mới mong được rồi. Còn Thánh Bernardo dạy: ta cũng phải chạy đến cùng Đức Mẹ mà xin Người chuyển cầu cho ta, chắc chắn ta sẽ được Người cứu giúp. Ngày giờ rất đáng quý trọng. Chẳng có gì ở thế gian quý bằng thời giờ.
mọi người đều biết rằng ngày giờ rất quý trọng. Quân tử Seneca nói: chẳng có của quý nào sánh được với thời giờ. Các thánh là những người rất quý trọng thời giờ. Thánh Bernardo Siena nói: một giây phút thôi cũng có giá trị rất trọng, vì bất cứ giây phút nào người ta dục lòng ăn năn tội và kính mến Chúa thật, họ liền được ân nghĩa cùng Chúa và được hưởng phúc đời đời. Ngày giờ là thứ chỉ có ở thế gian, dù thiên đàng hay hỏa ngục cũng không có được. Dưới hỏa ngục, kẻ giữ ước ao có được một giờ để cứu mình khỏi trầm luân cũng không có được. Trên thiên đàng, các thánh được mãn nguyện muôn phần, chẳng còn tiếc nuối điều gì. Một nữ tu dòng Benedicto sau khi chết hiện ra cho người kia và bảo cho biết mình đã được rỗi linh hồn. Nhưng nếu được ao ước sự gì, chị sẽ ao ước trở lại thế gian, tạo lập công đức để được vinh hiển hơn mà thôi. Chị còn nói: nếu để tôi chịu lại những sự đau đớn do bệnh như tôi đã chịu trước khi chết, dẫu phải chịu đến tận thế, thì tôi cũng vui lòng. Phần con đã dùng ngày giờ vào việc gì? Sau việc con làm được hôm nay, con lại đợi đến ngày mai. Con phải biết ngày giờ đã qua thì không còn thuộc về con, mà ngày giờ chưa tới cũng chẳng là của con. Con chỉ có giây phút hiện tại để làm việc lành mà thôi. Vậy Thánh Bernardo hỏi: sao con lại nghĩ rằng giờ chưa tới? Thánh Augustino cũng nói: con không biết con có còn sống thêm được một giờ, vậy sao con dám hẹn ngày mai? Bởi đó bà Thánh Teresa Avila nói rằng: nếu hôm nay con chưa dọn mình chết, con hãy lo sợ phải chết dữ chăng? Người đời chẳng quan tâm đến ngày giờ. Thánh Bernardo nói rằng: chẳng có gì quý giá bằng ngày giờ, và cũng chẳng có gì người đời khinh chê bằng ngày giờ. Ngày giờ chóng qua, một ngày qua đi là thiệt mất một ngày, và không thể lấy lại được. Thế nhưng chẳng ai nghĩ đến điều ấy. Hãy xem những người ngày đêm vùi đầu vào sòng bạc, nếu hỏi họ làm gì thì họ sẽ trả lời: chơi để giết thời gian. Những người cả ngày lang thang ngoài đường, trông ngóng kẻ qua người lại và đàm tiếu những chuyện vô ích, nếu hỏi họ làm gì, họ sẽ trả lời: chơi cho qua ngày. Hỡi người mê muội, ngày giờ quý giá đang qua đi mà chẳng biết. Hỡi ngày giờ phải kẻ chê người bỏ, những kẻ đam mê thế gian đến giờ lâm chung sẽ tiếc nuối người chừng nào. Khi ấy chúng sẽ ước ao giá khi còn sống thêm một năm, hoặc một tháng, hay ít nữa là một ngày. Nhưng chẳng sao có được. Trái lại, chúng nghe báo rằng sẽ không còn trì hoãn nữa. Ngày giờ trôi qua chẳng thể lấy lại được. Ví như những kẻ ấy có thể mua được một tuần hay chỉ một ngày để thu xếp cho lương tâm ổn thỏa, thì họ sẽ chẳng ngại tốn kém.
Thánh Lorenzo Giustiniano nói: người khốn nạn ấy sẵn sàng mất hết mọi của cải đời này để được sống thêm một giờ. Nhưng khốn thay, dẫu một giờ cũng không sao có được. Bởi đó, ta phải năng nhớ đến Chúa và sống sao cho đẹp lòng người trước khi mặt trời lặn. Trong sách Giảng Viên 12, số 1, có nói rằng: ngươi hãy nhớ đến Đấng tạo thành ngươi trước khi đến những ngày tai họa và tới những năm mà ngươi phải nói. Ở đó chẳng được vui thú gì. Người bộ hành khi bị lạc lối, lại thêm trời tối không tìm ra đường đi, thì buồn chán chừng nào. Cũng vậy, người ta sống lâu năm nhưng chẳng làm tôi Chúa cho trọn. Khi giờ chết đến, họ sẽ phải khốn cực thế ấy. Thánh Kinh viết: bao lâu còn là ngày, chúng ta phải lao công vào các việc của Đấng đã sai ta. Rồi đêm đến, bây giờ không ai có thể làm công việc gì. Gioan 9 câu 4. Giờ chết là đêm tối, là buổi chẳng còn làm được việc gì nữa. Khi ấy lương tâm sẽ nhắc lại cho họ nhớ lại những năm tháng Chúa đã ban, những lần Chúa đã kêu mời, những ơn Chúa đã tuôn đổ, nhưng họ đã chẳng sử dụng để lo cho phần ruộng. Trái lại, họ đã dùng để làm hại chính linh hồn họ. Sau hết, họ thấy mình không thể làm được việc lành nào nữa. Trong cơn đau khổ, họ than rằng: ôi, tôi đã dại dột, đã lãng phí ngày giờ và sống vô ích. Nếu như tôi đã dùng cho nên những năm tháng Chúa đã ban, thì tôi đã được nên thánh rồi. Hãy dùng ngày giờ cho nên. Kinh Thánh viết: chỉ ít nữa còn có sự sáng giữa các ngươi, hãy lo mà đi. Bao lâu các ngươi còn có sự sáng, kẻo tối tăm bắt chợt. Các ngươi ai đi trong tối tăm thì không biết mình đi đâu. Giờ chết không phải là lúc dọn mình, nhưng khi ấy mọi sự phải sẵn sàng. Luca 12 câu 40. Khi giờ hấp hối đến sẽ chẳng làm được việc gì, còn những việc đã làm khi còn sống thì không còn ai nói đến nữa. Nếu có ai biết mình sắp bị kiện và vụ kiện lớn đến nỗi phải vong mạng hoặc phải khuynh gia bại sản, hẳn người ấy sẽ tìm một trạng sư giỏi để bào chữa cho mình được bình an, vô sự trước mặt quan tòa. Còn ta thì sao? Ta biết chắc một ngày kia ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về việc rỗi đời đời, thế mà ta lại thản nhiên được sao? Có kẻ nghĩ rằng: tôi còn trẻ, lo gì? Mai đây tôi sẽ trở lại cùng Chúa. Hãy biết rằng lời Chúa nói: cây vả không trái tuy chưa đến mùa đã bị Chúa chúc giữ. Chúa dạy ta ở bất kỳ độ tuổi nào cũng đều phải sinh hoa trái là những việc lành, ngược lại sẽ bị Chúa chúc giữ và sẽ không còn sinh trái trăng gì nữa, như lời Kinh Thánh. Cho đến đời đời không ai ăn quả của mày nữa. Vậy Chúa đã chúc giữ cây vả thế nào thì Ngài cũng chúc giữ như thế cho những kẻ lãng quên tiếng gọi của Ngài. Khi nhìn cuộc đời của ta, ma quỷ thấy rất vắng vỏi. Vì vậy
nó không bỏ qua phút giây nào để cám dỗ ta, như có lời kinh thánh: vì lẽ ấy hãy hân hoan, hỡi các tầng trời và các người ở nơi đây, khốn cho đất và biển, vì quỷ đã xuống với các ngươi mang theo một mối căm hờn vĩ đại, vì biết rằng nó chỉ còn ít buổi nữa. Thường thay, trong khi ma quỷ không bỏ một giây phút nào để cám dỗ, hòng lôi ta xuống hỏa ngục, mà ta lại không dùng ngày giờ để cứu mình khỏi cám dỗ ấy, thì thật là phi lý. Có người cho rằng: Tôi đâu có làm gì xấu đâu. Vậy việc đánh cờ bạc, việc lãng phí thời gian, không xấu thì là gì nữa? Chúa ban cho ta ngày giờ để tao uổng phí sao? Chắc chắn là không, như có lời kinh thánh nói rằng: trong huấn ca 14 câu 14: của cải hiện có đừng khó với mình, ước nguyện chính đáng đừng có bỏ qua. Trong Matthew 20 câu 6, sách thánh kể lại có mấy người không có việc làm, ở không suốt ngày, chẳng làm điều gì xấu, nhưng vẫn bị chủ vườn trách rằng: sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Trong ngày phán xét, Chúa Giêsu sẽ hỏi về những lời vô ích của ta. Thánh Bernardo nói: ngày giờ sẽ là vô ích nếu ta không sử dụng vì Chúa. Do vậy, Chúa khuyên ta hãy lo làm việc, kẻo mai này không thể làm được nữa. Mọi sự tay ngươi gặp làm, hãy làm khi còn đương sức, vì sẽ không có những việc làm hay toan tính, tri thức hay khôn ngoan nơi âm phủ chỗ ngươi đi đến. Giảng viên 9 câu 10: đấng đáng kính Gioana, dòng thánh Teresa nói: suốt đời các thánh, không khi nào các ngài trì hoãn việc gì. Còn kẻ có tội thì chỉ thấy sự bê trễ, khất lần, vì họ thường nói: thông thả hãy làm, bởi vậy nó phải chết cách đau khổ. Thánh Phaolô viết: Thiên Chúa phán, vào thời ân sủng ta đã nhận lời ngươi, và trong ngày cứu độ ta đã đáp cứu ngươi. Này, chính bây giờ là thời đại sủng. Này, chính bây giờ là ngày cứu độ. Thánh Kinh viết: hôm nay phải chi các ngươi nghe tiếng người, chớ cứng lòng như tại Meriba, như ngày ở Massa trong sa mạc. Thánh Vịnh 94 câu 7 và 8: ngày hôm nay Chúa mời gọi con làm việc lành, thì con hãy làm ngay ngày hôm nay, vì ngày mai Chúa sẽ không còn gọi con nữa. Nếu trước đây con đã dùng thời giờ mà làm mất lòng Chúa, thì bao lâu còn sống, con hãy lo trở về cùng Chúa mà ăn năn các tội mình đã phạm. Chúa có ý để con sống, hầu chuộc lại những ngày giờ đã mất. Thánh Phaolô viết: hãy cố chuộc lại thời buổi, vì các ngày hiện tại này đều là xấu xa. Thánh Ocellino nói: muốn chuộc lại những ngày giờ đã mất thì phải chu toàn việc bổn phận. Thánh Geronimo nói: xét về ơn Chúa chọn làm tông đồ thì Thánh Phaolô đứng sau hết, nhưng xét về công nghiệp thì Thánh Phaolô đứng đầu.
ta hãy suy điều này. Mọi giây phút ta có thể làm cho mình thêm phần phúc đời đời. Ví như có kẻ hứa cho con mảnh đất mà con chạy được trong một ngày, hay cho con số tiền mà con đếm được trong một ngày, hẳn con sẽ cố gắng chạy cho nhanh, đếm cho lẹ để được nhiều của. Thế còn việc đời đời là của quý báu, con có thể sắm được từng phút mà con lại bỏ mất sao? Thánh Francisco Borragio khi nghe ai nói về chuyện đời, thánh nhân liền chăm chú cầu nguyện cùng Chúa. Vì thế có kẻ trách người về việc ấy, nhưng người trả lời rằng: tôi thà chịu thiên hạ chê là u mê, còn hơn là để mất ngày giờ vào việc vô ích. Thánh Augustino nói: để được làm điều bất chính, họ chẳng ngại khó khăn. Còn đối với việc sổi linh hồn, khi gặp phải khó khăn, họ liền lùi bước. Than ôi, trong giờ lâm chung, ánh sáng chân thật tỏ rạng. Những người mê thế gian sẽ thấy rõ lầm lỗi của mình. Họ thú nhận mình điên dại. Họ than thở rằng: ôi, tôi đã có đủ mọi phương thế để nên thánh, nhưng tôi chẳng thèm để ý tới. Bây giờ thật khốn thân tôi. Ở chức vụ cao nhất trong hội thánh, nhưng khi gần chết, Đức Giáo Hoàng Leo 11 than rằng: nếu tôi đã làm người giữ cửa nhà dòng thì hơn làm giáo hoàng gấp bội. Đức Giáo Hoàng Honorio III khi hấp hối cũng than rằng: thà trước đây tôi làm bếp trong dòng thì ích lợi cho tôi hơn nhiều. Vua Philip II Tây Ban Nha khi gần chết, vua gọi thái tử đến và chỉ cho thấy dòi bọ trên ngực lắp sau tấm áo bào của mình và nói rằng: hoàng thái tử con ơi, con hãy xem cho biết người đời chết thế nào. Mọi chức quyền sang trọng đều qua đi. Đoạn vua than rằng: phải chi trước kia cha làm một tu sĩ tầm thường còn hơn ngự trên điện ngọc muôn phần. Tiếp đó vua truyền lấy thánh giá mang vào cổ mình. Khi đã hoàn tất các việc sau hết, vua nói thêm: hỡi con, cha muốn cho con chứng kiến việc thế gian đối xử với các vua trong giờ chết ra sao. Giờ chết mọi người đều bình đẳng, ngôi vua cũng nhắm mắt như thứ dân. Khi chết mới phân biệt thiệt hơn. Ai sống đạo đức ở đời, Chúa sẽ ban cho địa vị cao hơn ở trên trời. Sau này hoàng thái tử đó lên ngôi, lấy hiệu là Philip III. Sau 3 năm mừng tứ tuần thì vua băng hà. Trong giờ lâm chung, vua cũng nói như vua cha với các quan đại thần rằng: các khanh hãy nghe và giữ lời trẫm. Trong văn tế trẫm, các khanh hãy viết về điều các khanh thấy giờ này rằng: làm vua mà đến giờ chết chẳng được ích gì, lại còn phải đau đớn vì mình đã làm vua. Đoạn vua la lên: ước gì tôi đã từ bỏ ngay vàng mà lên rừng ẩn tu làm tôi chúa, thì bây giờ tôi vững lòng trông cậy ra trước mặt Chúa, không sợ nguy hiểm mất linh hồn. Vậy kẻ suốt đời không lo kính mến Chúa, đến giờ chết có nuối tiếc cũng chẳng được ích gì, lại chỉ thêm thất vọng. Bởi thế Thánh Teresa kết luận: nếu sự gì qua đi làm một với mạng sống của ta thì đừng bao giờ nghĩ đến, nhưng phải lo sống làm sao để ta khỏi sợ chết.
Đó là điều hạnh phúc. Ta hãy lấy sự chết để xem giá trị của cải đời này. Ta nhận ra rằng mọi sự giàu sang, danh vọng đời này sẽ tan biến hết. Vậy ta hãy lo nên thánh và lo tích trữ của cải cho đời sau. Nó sẽ làm cho ta hạnh phúc đời đời. Hãy làm việc để có phần phúc thiên đàng. Thánh Phaolô viết: thời buổi đã co rút lại, cho nên từ nay những kẻ có vợ hãy ở như không có, khóc như không khóc, vui như không vui, mua như không cầm giữ, hưởng thế gian như không tận hưởng, vì bộ dạng thế gian này đang qua. Cha Cornelio nói rằng thế gian ví như trò hát kịch, đời người giống như vai tuồng, mỗi người đóng vai của mình. Người thì làm vua, kẻ làm lê dân, kẻ làm thầy, người làm tôi tớ. Nhưng khi màn kịch đã kết thúc, chẳng ai phân biệt người này người kia nữa. Người làm vua chẳng còn làm vua, kẻ làm thầy chẳng còn là thầy. Tất cả mọi người đều như nhau. Ngày nay con là một tỷ phú giàu sang, nhưng khi con chết, tất cả đều thuộc vào tay kẻ khác. Kinh Thánh viết: giờ chết xóa hết mọi danh lợi thế gian. Giảng viên 11 câu 29. Vua Casimir nước Ba Lan đang lúc ngự yến tiệc với các quan, khi nâng chén rượu kề môi liền ngã ra chết, chấm dứt một đời vua. Hoàng đế Sancho mới lên ngôi được 7 ngày đã bị kẻ thù giết chết lúc ban đêm. Màn kịch Sancho chấm dứt. Dalila, vua nước Bohemia, mới 18 tuổi, sánh duyên cùng công chúa nước Pháp. Đang khi chuẩn bị ngày rước dâu, nhà vua trúng gió và chết. Đình thần lập tức sai người báo tin cho công chúa quay về nước. Vì cuộc đời Dalila đã kết thúc, Thánh Francisco Borragio khi chứng kiến cái chết của hoàng hậu Isabella giữa tuổi thanh xuân đầy sang trọng, thánh nhân than rằng: chức quyền danh giá ở đời này chỉ tới đó thôi sao? Thôi, tôi từ nay tôi dốc quyết làm tôi một chủ mà thôi, dù chết tôi cũng chẳng từ bỏ người. Ta hãy xem các gương đó mà lo tu thân hãm mình, để đến giờ chết không ai tránh được. Như lời Kinh Thánh: đồ ngốc, ngay đêm nay người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi. Mọi điều ngươi đã soạn kia sẽ về tay ai? Luca 12 câu 20. Chúa Giêsu dạy: hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi mối mọt không nhắm nát, nơi trộm cắp không đào khoét, ăn cắp mất được. Matthew 6 câu 20. Ta hãy ra sức kính mến Chúa. Thánh Augustino nói: ai có nhiều của cải mà không có ơn nghĩa Chúa, ấy là kẻ nghèo nhất. Ai là kẻ nghèo nàn bần cùng mà có ơn nghĩa Chúa, kẻ ấy có hết mọi sự. Vậy ai là người được ơn nghĩa cùng Chúa? Đó là kẻ có lòng kính mến Chúa. Thánh Gioan viết: ta đã biết và đã tin vào lòng mến mà Thiên Chúa có đối với ta. Thiên Chúa là lòng mến, và ai lưu lại trong lòng mến thì lưu lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa lưu lại trong kẻ ấy.
lời nguyện: Lạy Chúa, con chẳng muốn ma quỷ xâm chiếm lòng con. Con chỉ muốn một mình Chúa làm vua của lòng con. Con quyết từ bỏ mọi sự để được đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, con còn để lòng yêu mến ai mà chẳng yêu mến Chúa là đấng đáng mến vô cùng. Bấy lâu nay đã lánh xa Chúa để yêu mến tạo vật hèn hạ. Con đã làm mất lòng Chúa là đấng thương con vô cùng. Điều đó làm con đau đớn trong lòng. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ơn thánh để kéo con lại với Chúa, thì lẽ nào con lại bỏ lòng kính mến Chúa? Lạy đấng lòng con yêu mến, xin Chúa nhận lấy con cùng mọi sự thuộc về con. Xin định liệu cho con mặc ý Chúa. Trước kia con đã mê theo dục tình mà làm mất lòng Chúa, thì nay xin Chúa tha thứ cho con. Lạy Chúa là đấng rất dịu dàng. Chúa muốn con thế nào, con xin đón nhận như vậy. Vì con biết thánh ý Chúa chỉ muốn ích lợi cho con mà thôi. Lạy Chúa, xin Chúa phân định mọi việc của con như ý Chúa. Xin hãy làm cho con có lòng kính mến Chúa. Con chẳng cần mọi của cải, chức quyền, danh vọng thế gian. Con chỉ ước ao một mình Chúa, chỉ khát khao một mình Chúa mà thôi. Lạy mẹ Maria, mẹ thật là có phúc. Khi còn ở thế gian, trên hết mọi sự, mẹ chỉ yêu một mình Chúa. Bao lâu con còn sống, xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho con được yêu mến Chúa như mẹ. Con xin phó thác mình con trong tay mẹ. Cuộc đời trần thế là bước đường lữ khách. Đời người là lữ khách trần gian. Cuộc đời dương thế là trường thi. Thiên Chúa thử người ta nên chưa có thưởng phạt cách công bằng. Những kẻ làm sự ác, sống ngang tàn vẫn được thịnh vượng suốt đời. Còn những người ăn ngay ở lành lại gặp toàn thất bại rủi ro. Người ở ngoài Kitô giáo vẫn hiểu rằng vì có một vị Thượng Đế rất công bình nên phải có đời sau để thưởng lành phạt dữ cho cân xứng. Điều đó người ngoại còn hiểu được, huống chi ta là người có đạo. Ta phải lấy đức tin mà tuyên xưng như Thánh Phaolô rằng: Ta không có thành lâu bền ở đây, nhưng ta rủi tìm thành trì sẽ đến. Quả thật, thế gian không phải là quê hương của ta, mà chỉ là chốn tha hương để ta ngủ nhờ mà thôi. Ta còn phải tìm về quê hương đích thực. Kinh Thánh viết trong Giảng Viên 12 câu 5: Người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu, và lũ khóc mướn rảo quanh phố phường. Hỡi con, nhà con hiện đang ở không phải là nhà con. Nó chỉ là quán trọ cho con tạm trú thôi. Vào lúc con không ngờ, con sẽ phải bỏ nó ra đi. Con nên biết, khi con chết, những người thân của con sẽ nhanh chóng đưa con ra khỏi nhà. Vậy đâu là nhà thật của con? Chắc chắn, ngôi mộ sẽ trở thành nhà che xác con đến tận thế. Linh hồn con sẽ về chốn đời đời, hoặc nơi thiên đàng, hoặc chốn hỏa ngục. Vì vậy Thánh Augustino nói: Một người lữ khách ngủ chốn tha hương, mà dốc hết tài lực để gây dựng sự nghiệp nhà cửa, rồi ít lâu sau phải rời bỏ nơi đó mà về lại quê hương mình, thì người ấy thật là điên dại. Vậy theo lời thánh nhân thì con phải nhớ, con chỉ là người lữ khách ở thế gian. Nên con đừng để lòng dính bén những sự đời này. Con hãy lo tạo một cơ nghiệp vững bền để đời sau được hưởng hạnh phúc thật. Nếu con được rỗi linh hồn
thì thật phúc cho con. Ôi có chúng nào tốt đẹp cho bằng thiên đàng. Đền đài vua chúa trần gian dẫu sang trọng mấy cũng không thể sánh với thiên đàng. Ở đó con chẳng còn mơ tưởng gì nữa, không còn lo lắng gì về sau. Được làm bạn cùng các thánh, sum vầy quanh Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Tắt một lời, con được dạo chơi trong biển hoang lạc, được hưởng hạnh phúc đời đời. Kinh Thánh viết: những kẻ được Gia-vê giải cứu sẽ hồi hương, chúng sẽ tiến đến Sion trong tiếng hò reo, niềm vui vĩnh cửu đội trên đầu, mừng vui sẽ theo dấu, vĩnh biệt phiền sầu than vãn. Isaiah 35 câu 10. Niềm vui sướng này rất trọn hảo và luôn luôn mới lạ, nên ta không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Nhưng nếu con mất linh hồn, con sẽ phàn nàn thương tiếc biết chừng nào. Con phải ngụp lặn trong hỏa hào muôn kiếp, phải bơi lội trong biển khổ hình. Tất cả mọi người đều bỏ con, và Chúa cũng bỏ con nữa. Con chịu như vậy đến bao lâu? 1000 năm sao? Không bao giờ hết được. 1000 năm, 100 năm rồi sẽ qua, còn hỏa ngục thì có đời đời. Muôn ngàn năm sánh với việc đời đời có đáng gì đâu. Vì ngàn năm trước mặt người chỉ như một ngày hôm qua đã vãng, như một canh tàn đêm khuya. Thánh Vịnh 89 câu 4. Con muốn biết sau này con sẽ ở đâu, con hãy xét mình đi. Nếu con muốn ở thiên đàng thì hãy lo làm việc lành, hãy sống hoàn thiện hơn mỗi ngày, để đáng Chúa thương xót khi con lìa đời. Ai cũng có đủ phương thế để lo phần phúc đời đời. Mây nặng, mưa sẽ rào xuống đất. Cho dù cây đổ hướng nam hay hướng bắc, cây đổ chỗ nào thì nằm chỗ đó. Giảng viên 11 câu 3. Cũng vậy, linh hồn ta ví như cây đại thọ, đến giờ chết, ngã về phía nào thì cứ nằm phía ấy đời đời. Hoặc vui mừng trên thiên quốc, hoặc sầu khổ trong hỏa ngục. Thánh Gioan Kim Khẩu khi suy gẫm về dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro thì than rằng: ôi, Chúa đổi họa thành phúc, đổi phúc thành họa, và đổi cho đến đời đời. Thật Chúa công bằng biết bao. Có nhiều người hay ấy nấy lo sợ mà hỏi rằng: không biết tôi có thuộc về những người Chúa chọn vào thiên đàng không, hay bị loại và phải xuống hỏa ngục? Lo lắng như vậy có ích gì? Nhưng hãy xét xem mình đang nghiêng về hướng nào. Hễ nó nghiêng bên nào thì sẽ đổ về bên đó. Hỡi con hãy xét lòng con chiều theo hướng nào. Hãy xem cách sống của con ra sao. Con hãy ra sức mà lo giữ nghĩa cùng Chúa và hằng xa tránh tội lỗi. Như vậy con sẽ thuộc vào những kẻ Chúa cho hưởng phúc thiên đàng. Nhưng để khỏi phạm tội thì con phải luôn suy gẫm về sự đời đời. Theo Thánh Augustino, đó là một lẽ gẫm cao thượng. Nhờ suy gẫm các điều ấy mà nhiều thanh niên quý phái đã xa lánh trần tục, tìm đến trần thiên nước độc ẩn tu, chỉ chuyên lo việc rỗi linh hồn. Giờ đây họ đang được hưởng phúc hoan lạc trên thiên đàng muôn đời. Xưa có một phụ nữ tội lỗi, ngày nọ gặp chân phúc Avila
Ngài khuyên chị ấy rằng: Hỡi chị, chị hãy suy nghĩ hai tiếng này. Đó là đời đời kiếp kiếp. Phúc lộc đời này chắc bền lâu, chết là hết. Chết rồi chỉ còn một chỗ khốn nạn vô cùng mà thôi. Chị hãy suy cho kỹ. Người phụ nữ suy đi nghĩ lại các lời đó, liền động lòng ăn năn hối lỗi, không dám chiều theo đường cũ nữa. Ông Dorsilio kể chuyện: Có một giám mục nhờ suy gẫm về sự đời đời nên đã để tâm tu tịnh và luôn nhắc mình rằng: Hằng giây phút tôi đứng trước cửa đời đời. Một thầy dòng luôn ở trong nhà xác thường kêu lên rằng: Ôi sự đời đời, ôi sự đời đời đáng kinh sợ biết bao. Chân Phúc Avila cũng nói: Kẻ nào tin có sự đời đời mà không lo sống thánh thiện thì nên giam vào nhà thương điên. Mọi người sẽ về nhà đích thực của mình. Kinh Thánh viết: Người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu. Giảng viên 12 câu 5. Tác giả viết: Đi đến, có ý nói kẻ trước người sau, ai nấy đều tự ý đi đến nơi mình muốn. Quả thật Thiên Chúa luôn mong ước hết thảy chúng ta được rỗi linh hồn, nhưng Người để cho chúng ta tự chọn. Như lời Thánh Kinh viết: Sống chết đôi ngã trước mặt Con, nó thích gì thì sẽ được ban cho. Huấn Ca 15 câu 17. Thiên Chúa còn dùng miệng ngôn sứ Giê-rê-mia nói cho ta biết: Người để trước mặt ta hai con đường, một đường đến sự sống, tức đường lên thiên đàng, một đường đến sự chết, tức là đường xuống hỏa ngục. Thiên Chúa để ta tự do lựa chọn, nhưng ai đã chọn đường xuống hỏa ngục thì có bao giờ tới được thiên đàng? Thật là phần rỗi thì muốn, nhưng tội lỗi lại không muốn bỏ. Tự lên án cho mình xuống hỏa ngục mà lại trông cậy được rỗi linh hồn. Thánh Augustino nói: Có ai uống thuốc độc mà lại hy vọng không chết ư? Nhưng nhiều người Kitô hữu dại dột phạm tội rồi nói: Tôi sẽ tìm cách sao. Ôi biết bao linh hồn đã phải nhào xuống hỏa ngục bởi đã tự dối mình như vậy. Phần ta chớ có vô tình như thế. Ta phải nhớ đến sự đời đời luôn. Người đời muốn có ngôi nhà thì chọn nơi gió thanh khí mát, đất tốt, nước hiền để ở suốt đời. Dù có phải khó nhọc hay hao tốn mấy cũng chẳng tiếc. Còn về chốn sau này mình phải ở đời đời thì lại chẳng quan tâm. Thánh Ơ Kê nói: Việc quan trọng ta phải lo là sự sống đời đời. Việc này không giống việc mua bán nhà cửa thế gian, rộng hẹp, nóng mát thế nào cũng được. Song nó là việc vĩnh viễn. Ngày sau ta phải ở trong hai nơi, hoặc ở nơi bình an sung sướng và sum vầy cùng các thánh, hoặc ở vực sâu khốn nạn và làm tôi tớ ma quỷ. Ở chúng ấy bao lâu? Không phải chỉ ở hai ba chục năm, nhưng là ở muôn đời muôn kiếp. Quả thật đây không phải là việc tầm thường, vì đời ta chỉ có một việc phải lo mà thôi. Được thì được tất cả, mà mất thì là mất tất cả. Xưa ông Thánh Moro
bị hoàng đế Enrico thứ 8 lên án tử vì đạo. Vợ ông đến khuyên bảo ông bỏ đạo. Ông hỏi lại bà: "Này bà đã biết tôi nay đã già, bà hãy tính xem tôi còn sống được mấy năm nữa." Bà vợ liền đáp: "Ông cũng còn được vài mươi năm nữa." Ông đáp: "Bà còn vụng lắm, buôn bán như bà thì lỗ chết. Bà tính gì lạ vậy? Bà muốn tôi sống vài mươi năm nữa, để rồi tôi phải ở trong hỏa ngục sao? Không, tôi không đời nào làm chuyện dại dột ấy. Lạy Chúa, xin hãy mở trí để con thấu hiểu lẽ chân thật ấy. Giá như sự đời đời là một điều khả nghi, thì con cũng phải ra sức ăn ở nên người đạo đức. Vì nếu điều đó là sự thật thì sẽ trở tay không kịp. Nhưng sự đời đời không phải là một điều mập mờ, song là một điều chắc chắn và là một chân lý đức tin, như lời Kinh Thánh viết: "Người phàm đi đến ngôi nhà vĩnh cửu." Thánh Teresa dạy: "Nhiều người Kitô hữu phạm muôn vàn tội lỗi để rồi phải mất linh hồn, chỉ vì họ thiếu đức tin." Vậy ta phải luôn dục lòng tin và xưng rằng: "Tôi tin hằng sống vậy." Ta hãy suy sự chân thật ấy luôn, và hãy dùng mọi phương thế để lo phần rỗi, như năng chịu các bí tích, suy gẫm sự đời đời, xa tránh các dịp hiểm nghèo. Nếu có phải bỏ thế gian thì hãy bỏ đừng tiếc. Thánh Bernardo dạy: "Phần rỗi đời đời rất quan trọng, nên dẫu có lo mấy cũng chẳng bao giờ quá."